Mừng ý xuân, ta thành thời cõi cõi.
theo bè kinh sử. Cảnh hàn nhoi nhà ở quê Dương, cha mẹ thời tích đức tông lương, nhà dòng dõi thi thư hiền, một nơi neo đơn bần bạc chưa có nỗi trở tay vân nì, xinh đẹp nết nì na, mong sớm mi được ơi nên duyên nì mà tân trình quan ông có nhà hay vắng, kim nham con xin tới cửa lạy chào. Ấy tiếng ai khắp khoải sân ngoài, phải chăng nhà lão có người qua chơi? Phải đấy cụ ơi. Ấy kiếm đâu ra nhà ngoài đón khách ta hả? Phải rồi. Yêu lão dài sinh tuệ thanh, yêu lão là khách hiểu lão tiên, rượu cúc xanh xoàng dăm bảy chén, cờ tinh đề thích chấp đôi xe lão lão đánh như lão đây tuy lắm tiền nhiều thóc, nhưng phận bạc như vôi, chẳng dấu gì huyện té là tôi. Nhà cự phú quốc gia vô địch, có câu rằng an phận thân vô nhục, ấy chi cơ tâm tự nhàn. Đã bao năm chức trọng cầm quyền, ngồi thề mát bát bách dư niên, nay được chứa niên cao tuế lão. Dạ chào cụ ra chơi nhà ngoài Anh đến hỏi lão có cái việc gì đó hả?
Dạ bẩm cụ, dạ tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Hả? Ấy lão làm gì mà ông tuần lột ra, ông phủ lột ra? Dạ bẩm cụ, dạ tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa là đồn người đây sinh nàng thục nữ. À, có. Vậy con xin sang để... Dạ, để bán tử hầu người ạ. À. À, cái anh này nói năng chi với lạ chứ. Lão 70-80 tuổi đời còn thiếu chi cái chết mà anh sang đây bán tử, y là bán cái chết cho lão đó hở? Dạ bẩm cụ không ạ. Bán tử đây là bán tử chi tình. Dạ tuy bán tử nhưng tình do tử ạ. Dạ, sự tình này bày tỏ trước hiên rằng con sang đây xin sánh ngãi lương duyên. Như việc ấy mong ơn người dạy bảo ạ. Ấy anh cứ nói thế là lão đây nghe ra ngay. Dạ. Ấy để lão xem đôi lứa thuận lòng. Ấy tiếc chi chẳng gả. Dạ. Há rằng lão có ham trốn giàu sang. Ấy dâu nam giá mà sánh với rể đông sàng. Ấy thôi được, anh hãy ngồi chơi xơi nước để lão gọi thằng bố cả ra hỏi xem sao cái đã hở. Dạ bẩm cụ. Vì lão có mình nói là trai. Ấy nhà có công việc này là cứ phải gọi nó ra để bàn định. Dạ. Nào cô thất đâu, ra cha bảo đây. Đứa nào gọi gì ông mày ấy thế hả? Ông gọi cậu ra ông bảo đấy. Ông gọi à? À đây bố ơi, bố. Con bảo này, này. Thế bố gọi con ra đây có cái việc gì thế hả bố? Có Kim Nham sang hỏi em mày. À. Mày gọi nó ra đây để cho tao bảo. Thế à? Được rồi, gọi. Nào, chúng mày đâu? Ra. Ra đây cho bố bảo nào. Ra ngay đấy. Thời nói cho cha rõ, ấy á kẻo xóm làng cười là cha ép duyên con đó. Chị
đầy trăng, sinh con là gái như hạt mưa, hạt rơi trên bãi cát, hạt xa xuống ngồi đấy. Ờ, ông ấy đặt chúng mày vào cái chỗ êm ái, chúng mày ngồi không sao. Nhớ ra ông ấy đặt chúng mày vào cái chỗ đống trông, đống ra chỗ cọc buộc trâu, chúng mày cũng ngồi. Ê, liệu cái thủng ruột mày lại. Ôi, cả thớt. Đây này, bố ơi, bố, thế, mía ngọt bố định cho đi cả cụ mà bố. Này, thế nhưng nhớ Kim Nham nó chỉ hỏi một đứa thì sao? Mày nói cũng phải. Phải quá. Này cả sớt. Thôi thì con chị nó đi, con gì nó nhớn, chắc hẳn cậu Kim Nhang sang dạm hỏi Sĩ Vân. Thôi được, việc này bố để con. Nào, cô Sư Quỳnh, anh bảo này, anh bảo. Ôi, dạo này trông em cũng thanh tơ nhỏ chỉ đấy nhỉ. Này, đừng buồn nữa, anh này rất là nhiều bạn trai nhá. Được, để hôm nào anh làm mối cho một thằng nho sinh phong nhã hư. Thôi, cả sớm. Ôi này các con. Dạ. Dưới các con đẹp dạ, trên cha mẹ ưng lòng. Tuổi con lớn chứ lo chi cha già mẹ yếu. Cha. Về nhà chồng phải giữ sao cho đoan trang tiết thiếu, coi cha mẹ chồng như cha mẹ mình. Chớ thấy nhà chồng khó mà khinh, ấy kẻo trong nhà sinh sự, cha mang tiếng sinh con ra không biết dạy để hư thân mất nét. Này cô nhớn. Hả? Mày ở đây bảo ban các em, rồi đưa nó về nhà chồng để cha vào buồng trong yên nghỉ nghe con. Bố vào đi. Tí nữa cần nào cứ đấm lưng cho anh. Con không biết vào rồi. Bây giờ ai quyền huynh thế của ở đây nhỉ? Cậu thì còn ai? Thế ạ. Khởi trinh cổ. Dạ thưa anh, khởi trinh đầu chứ ạ. Ô hay, đầu không có cổ thì chết tươi chứ còn à? Hả? Thì được cái gì? Nghe đây, vợ chồng váo bược. Dạ thưa anh, váo bược là gì ạ? Ô hay là vợ chồng em bước vào. Gừng quán tẩy sở. Dạ thưa anh, nghệ quán tẩy sở chứ ạ. Nghệ là tên cái mẹ tao tao kia nhá. Mày thì chỉ được cái lấy sữa. Nghe đây, vợ chồng nửa đứng nửa ngồi. Nửa đứng nửa ngồi là gì hả anh? Ồ hay là vợ chồng em quỳ xuống. Học hành sao mà rốt thế hả? Nghe đây, duy năm nay là năm nào, tháng này là tháng nào, ngày hôm nay là ngày hôm nào mà tôi không được biết. Tơ hồng nguyệt lão kết chỉ gieo cầu, ông được rể bà được dâu, sao ai họ giao tranh đánh nhau suýt chết cẩn mèo. Dạ thưa anh, là cẩn cáo chứ ạ. Vậy mèo già hóa cáo, tao trẻ cẩn mèo, bố già cẩn cáo, nghe chưa? Dạ. Chỉ là cái lý sự thôi. Nghe đây, vợ chồng phủ phục. Công nghe công. Được rồi, các cậu ơi! Thôi,
thôi được rồi, cho vợ chồng em đứng lên. Thôi đấy, lễ ngãi gia phong lệ làng phép nước có bao nhiêu là anh truyền hết cho các em rồi đấy, nhớ lấy đây rồi để làm lễ trước tổ tông ai họ, nghe chưa? Dạ thưa anh. Thế còn ồ hay, thế còn cái gì? Thôi bây giờ các em hãy múa hát vu quy đi rồi đưa nhau mà về, để anh vào anh đấm lưng cho bố nhá. Trần Phương quê ở Đông Ngàn, nhà cư phú lừng miền tỉnh Bắc. Nhân sinh chí thích, lợi có rồi lại muốn có danh. Dục thằng hầu sắm sửa bộ hành, ra kẻ chợ cầu lộc cầu tài, cầu giai nhân mỹ nữ. Đi một mình ắt là buồn bã, chi cho bằng bắt thằng hề bạn cùng tái tử này. Bớ hề đâu? Dạ. Mau ra theo hầu bác nghe con. Dạ, bác gọi con. À, nhưng mà con còn đưa mắt dở à? À bác ơi. Người làm bạn với kẻ có chồng không bác? Ai lại đi làm bạn với kẻ có chồng? Đúng đấy bác ạ, làm bạn với kẻ có chồng á, có ngày nó đánh cho mất chỗ đội nón. À bác ơi, bây giờ bác bảo con đi đâu ạ? Con mau vào sửa soạn điếu sách, cấp siêu hỏa lò, cùng bầu rượu túi thơ, đi với bác sang kẻ chợ, kiếm cái danh cái tiếng con ạ. Kiếm danh tiếng hả bác? À nhưng mà bác ơi, bác cho con xin quan tiền.
Xin tiền để làm gì? À, để con mua 3 chiếc giày. Mua một đôi chứ sao lại 3 chiếc? Ấy, một đôi là để con đi, còn một chiếc con xin bác cái đinh để con đóng vào chán. Cái thằng mày nói thế hóa ra là mặt giày chứ còn gì nữa. À, chẳng những mặt giày mà con chỉ sợ lại mang cái mặt thớt. Thôi, bác không thèm chấp. Giờ hãy hát một câu để đi cầu lợi cầu duyên. Cây cối phượng chăn nì loan nì. Đạo phu thê găng tấc anh chẳng rời. Lẽ dưa muối anh ở cùng em mới phải. Em chớ thấy xa xôi làm ngại. Đường Thanh Vân thuận nào chăng là. Nửa một mai trời lại giúp mi ta, thì phú quý phụ vinh mà có phần. Nghe lời chàng dày, thiếp ở nhà tần tào sớm khuya, trực phòng không là phần nữ nhi, tường cách mặt dày thương mai nhớ. Trong lạy chàng thiếp xin than thở, dẫu đôi lời ấm lành có nhau, người ở nhà chăm việc lo âu, chàng đi vắng ơi lấy ai mà tin đi tức. Nàng ơi, anh ở lại lòng càng thêm cực, thấy ra cơ nghĩ lại tuổi thân, nên anh này quyết chí lập thân, họa may gặp ơi Long Vân mà thành hồi. Chàng xa vắng sớm trong chiều đời, thiếp lạnh lùng sau bức màn loan. Nhỡ mai ngày chẳng đỗ làm quan, thời uổng phí ngày xuân đôi lứa. Xin nàng chớ tần ngần chi nữa. Vậy thì chàng ra đi cho thỏa chí bình sinh. Chàng cất
cần vì kẻ mấy điều. Tấm lòng này thời cần kẻ mấy điều, chứ nỗi niềm ân ái sớm chiều chớ quên. Vợ xa nhà vào kinh theo học, chỉ làm trai thúc dục chàng đi. Mình được nuông chiều từ thuở ấu thơ, biết xoay giờ làm sao khi chàng cách vắng. Thôi thì mong qua đần năm mưa mười nắng, được đến ngày phú quý hiền vinh. Ôi đây rồi, ơn trời cho gặp được giai nhân. Đừng vội bước, nàng ơi đừng vội bước. Nếu không có thiên duyên từ kiếp trước, Thì làm sao ta gặp được người xinh. Đào liễu có một ý mình, khiến nàng phải đi về lẻ bóng. Nàng ơi, dài chi phải đợi chờ trông ngóng, tuổi xuân thấm thoát là bao. Vắng ông nghĩ rằng, thank you.
về. Sao? Chàng Kim đã gửi thư về ư? Đâu, đưa chị xem nào. Duy Vân nàng biết rằng em bấy lâu vò vo đợi chờ anh thi đỗ trở về, đem ngọn bút đua tranh ở chốn kinh kỳ. Khoa thi này anh chưa trúng cách, học tài còn thua, phong vân lỡ bước, nhưng anh vẫn quyết một bề nấu sử sôi kinh. Anh quyết làm sao cho được hiển vinh, để đền đáp công em chờ đợi. Trời ơi, đã hỏng thi chàng còn ở lại. Đợi mấy năm rồi, đợi mấy năm rồi lại đợi nữa. 3 năm. Kìa chị Vân, chị ơi, làm trai quyết chí tu thân, mới mong ngày hiền vinh phú quý. Người ta còn trải bao gian khó để nuôi chồng ăn học suốt mấy mươi năm, còn chị bây giờ thả khát uống đói ăn còn hơn cảnh chăn đơn gối chiếc. Chị Vân, chàng lần đần khoa trường cho đến khi bạc tóc, thì chị phải đợi chờ, chị phải đợi chờ tròn kiếp này. Chị Vân, thả cứ như cảnh vợ chồng cô, giàu sang mấy kẻ dễ hồ hơn đâu. Trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày, vợ cấy con trâu đi bừa. Như vợ chồng em thì tính đến làm gì? Rốt đặc cắn mai nên mới phải tay cày tay cuốc. Nhà em vẫn đêm ngày mơ ước bác Kim Nham đỗ đạt để được xin làm người quét tước cung dinh. Chị ơi, chị cứ bền lòng vững dạ tin anh, chắc trời Phật sẽ thường công chị đấy. Thôi, bây giờ em phải về nhập bọn với chị em thợ cấy, kéo nhau lên xứ Bắc làm thuê. Lại có đi khoa đi thi, tình dầu mà có khoa thi. 3 năm lại có đi chiêng nghi trông đổi, mọi người thời ra đón sắc cây mình va may chỉ một mình thôi.
Thương, thương lắm. Đúa còn có đôi mà người thời lẻ bóng. Như chị đây, chồng chết được 2 năm là chị cho cải táng để chị còn đi tái giá, kéo nó hoài, nó phí cái ngày xuân. Chị mới khấn anh như rằng tiểu gấm mây mà hoa tranh tiêu hoa thời tiết đi cho anh chàng thì một mang vải vào thuê em may áo. Cảm ơn chị đã có lòng thương em, lúc cơ nhỡ đã sẵn sàng cho vay cho mượn. Thương em cảnh một mình cô quạnh, mà Kim Nham ấy thì còn mê mệt mộng khoa trường, cho nên chị nghĩ. Dạ thưa, chị nghĩ sao kia? Chị nghĩ hay là em cứ dứt bỏ Kim Nham để tìm đến một nơi chốn khác. Em ơi, gái quá chồng mà lỡ không thủ tiết thì chỉ bị người đời gieo tiếng cười chê. Chứ gái vắng chồng mà chốt sự nguyệt hoa thì bị gọt gáy bôi vôi, thả bè trôi sông cho đến chết. Buồn thì khóc cho vơi nước mắt, cắn răng chờ cho năm tháng nó trôi qua. Cứ trói buộc làm gì? Em phải tự gỡ mình ra. Chị sẽ giúp em sớm khuya đầm ấm. Chị ơi, khó lắm. Bỏ chồng dễ lấy ai hơn? Sao lại không hơn? Ngoài Tràng An chỉ có người quen cũ, còn nhà giàu nhưng kén vợ đã lâu, mới thoáng gặp em một lần thế mà đã bị thu mất hồn mất vía hay sao? Biết em là gái đã có chồng thế mà vẫn ngơ ngẩn đau sầu không quên em được. Thôi thôi chị ơi, dù phải đợi chồng thêm 3 năm theo học thì em cũng không có bụng dạ nào tính đến chuyện chia ly. Thế thì thôi, lời chị nói vừa rồi em cứ bỏ qua đi. Chị, nhưng em phải vui lên, phải sang chỗ chị chơi bời cho nó khuây khỏa. Dạ vâng ạ. Này, chê tam cúc là trò con trẻ thì em học đánh chắn rồi chơi tổ tôm. Chơi tổ tôm được ít thôi nhưng tiền vốn có nhiều hơn thì ngồi làm chủ những canh sóc đĩa. Chị ơi, em vá mướn may thuê ngày chỉ kiếm đủ muối dưa 2 bữa, tiền đâu mà bài bạc vui chơi. Đi buôn thì một vốn 4 lời, chứ mà bạc vẫn đỏ thì vô về cả đồng. Mà vui quên hết sự đời, mới nhập môn chưa đủ mánh ăn người, thời ta đánh đẻ đen hớt đỏ. Đẻ
đen hớt đỏ. Là thế nào hả chị? Là theo vận anh đỏ mà ăn của anh đen. Được ít thôi nhưng nó chắc ăn. Cứ như thế dần già thắng lớn. Chị sẽ cấp cho em ít vốn. Thắng rồi em trả chị sau. Này xin cho con lòng ý nghĩ sâu ý. Nào ta con cầu lòng gì đâu. Rồi ta là em quay khoảng ý nghĩ này. Ngày bất đi bàng ý bất bàng ý. Âu sầu thời đâu có riêng em. Em cứ ngồi, em cứ ngồi xuống chiếu bạc chờ chị xem. Cứ ngồi xuống chiếu bạc cho chị xem nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cô bay nhắc sầu riêng rộng thời cơm mỹ chả có buồn ăn gì chả buồn ăn buồn uống gì chả câu à bà chị bằng này đã đủ chưa nào cờ bạc mọi chuyện đời quên hết nhưng càng thua càng nợ chất nợ chồng thì à chị đã giúp em chị đâu có tiếc tiền quài hết hồi đen là ắt sang vần đỏ mà thương bóng giai nhân đã có chàng quân tử để em vui thì chàng đâu có ngại gì ngoài chàng ăn chàng vẫn gửi tiền về nhờ chị ngầm giúp em cốt sau được tháng ngày khuây khỏa. Trời ơi sao chị lại người ta còn mưa dầu nắng lửa vì người thương ấy mà lấp bể ngăn sông chứ trăm quan hay đến mấy nghìn quan để đổi lấy một nụ cười thì người ấy không hề dám tiếc. Người ấy là ai hả chị? Chị đã nói với em từ dạo trước, nhà cử phú lừng miền tỉnh Bắc lại giao du buôn bán ở Tràng An. Chàng tên gọi Trần Phương. Trần Phương? Em muốn gặp thì hôm nay được gặp. Dạ. Các em đâu? Dạ. Mau mời quý khách Tràng An cho chị nghe. Dạ, xin kính chào quý nương. Dạ, xin kính chào tiên sinh. Hình như là người tôi đã gặp. Dạ, thưa quý nương, quả là quý nương đã gặp. Kẻ trên đường trêu cợt quý nương, xin hãy hiểu cho khi gặp giữa đường chưa biết được nết na người đẹp nên đã muốn giả điều trêu cợt mới hay nàng thục nữ chính chuyên khiến cho lòng tưởng nhớ ngày đêm mong ước được gần kề sớm tôi chẳng dám đến nhà phải nhờ qua manh mối gỡ to vò chỉ dối tâm tình si. Dầu nơi kinh Bắc sang ở kinh Kỳ thiếu chi khách mã hồng mê đắm một kẻ quê mùa ở nơi xóm vắng hoa dài cuối ngàn đâu dám đề sầu vương có đáng kể gì những gương mặt phấn son những con mắt đưa tình gian dối cho nên kẻ biết yêu đã cất công tìm tới với hương đồng gió nổi ở miền quê biết rằng duyên đã vội xe thương ai theo hận ni cành này đêm đêm đi
vàng nàng ơi. Miếng trầu cay, sao anh chẳng hỏi từ ngày còn không? Bây giờ em đã có chồng, như chim vào lồng, như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thùa nào ra. Thiếp cùng nham như hươu đã mắc trà, vào thời dễ nhưng ra thời thầm khó. Nàng thương ta ắt thời chẳng khó, sẽ tìm được cách để ly hôn. Dứt bỏ Kim Nham, chàng Kim sẽ chẳng bao giờ cam chịu. Nàng quyết chí để ta lo liệu, khiến Kim Nham không thể giữ được nàng. Không, thiếp muốn bỏ Kim Nham nhưng không muốn hại chồng. Xin đừng nghĩ đến điều hạ sách. Vậy thì chỉ còn một cách, làm cho Nham mệt mỏi chán chường. Chính Kim Nham cần dứt bỏ nàng, phải mở cửa lồng cho chim tung cánh. Phải mở cửa lồng cho chim tung cánh. Nhưng làm cách này lòng ta không muốn, bởi thương nàng vất vả một phen. Cách gì? Chàng hãy nói xem, nếu làm được thì thiếp không quản ngại. Nàng hãy về giả điên giả dại, coi như vì thua bạc nợ nần phấn chí thành điên. Em Suy Quỳnh sẽ báo với Kim Nham, chữa không khỏi ắt là nham chán ngán. Giả dại giả ngây tuy rằng khó lắm, nhưng để thiếp về suy tính thử xem. Ví bằng đổi nợ thành duyên, thì xin có một lời nguyền trước sau. Được, được, ta xin nguyền, ta xin nguyền. Thề cùng đất rộng trời cao, phương vân nguyện sống bên nhau trọn đời. Dù cho ai vật đổi sao ý rơi sắt ni son, ta thề giữ trọn lời nguyện.
sắc cầu xuống thì chả như trường hợp khác là 10 người chết chín đâu. Sao lại 10 người chết chín? Vì thuốc của em là mát mẻ chả vừa. Em ra về rồi là con cháu người nhà rồi phường bát âm là cứ bảo nhau mà khóc như mưa. Sao lại khóc? Rồi thì lo mà đi may áo. May áo gì? Giờ hết cứ bắt buồn cười vậy. Thế chả nhẽ là may áo mặc à? Thế may áo gì? May áo quan chứ là áo gì? Thế lang băng rồi. Cam đành công danh lại một nho sinh trượt vỏ chuối làm sao khóc. Bấy lâu vợ chồng xa cách, để cho nàng u uất hóa cuồng mê. Đã đau lòng vì nỗi hỏng thi, lại chua xót cạnh nhà ngang trái. Dạ, xin chào thầy ạ. Úi giời ơi, nhà cái lão này làm người ta giật bắn mình lên này. Có cái chuyện gì? Dạ... Dạ thầy có phải là thầy Lang Kha Gù ở Vạn Phúc không ạ? Hỏi một cái là đúng bản địa rồi đấy. Ấy thế nhưng mà có cái chuyện gì? Dạ mời thầy vào thăm con bệnh ạ. Ôi trời ơi bệnh à. Bệnh đâu bệnh đâu? Dạ, bệnh đâu đưa tay cho thầy xem mặt nào. Xem mặt chứ. Vâng nói nhầm mình xem mạch. Ô hay. Đã xong đâu mà rút phát ra nè. Mạch gì mà lại cứ dẫy lên đành đành. Người này chẳng dại cũng dở, suốt ngày hồ đồ khi tỉnh khi điên. Trời ơi, đúng là gặp phải ông lang băm. Này, này, anh vừa nói cái gì thế? Tôi bắt mạch cho anh mà lại đoán ra được bệnh của con vợ anh ở nhà. Sao? Bắt mạch cho tôi mà đoán được bệnh vợ tôi? Thế mới là lang gù kỳ tài chứ. Thầy, đúng là vợ tôi dại dại điên điên à. Không sao, không sao. Dạ. Bệnh này chỉ 15 tháng là khỏi ngay tắt được. Dạ. Bây giờ anh lo dồn đủ cho thầy 10 quan. Dạ. Ah!
giống không? Chẳng giấu gì, Sĩ Vân dạy là tôi, mà tuy dạy dột đề. Tôi thầm tài vô gia, người ta đồn tôi hát hay múa là ai cũng gọi là cô à Sĩ Vân. Phụ Kim Nham vốn say đắm Trần Phương, mà cho đến nỗi tôi điên cuồng dỗ dại con gái rừng. Con gái rừng ăn lần qua đây đỏ bầy trong qua đây đỏ bầy trong kia trong tay chẳng có chịu được đã đổi khác diện mạo, sao anh thấy ủ ê? Đến bây giờ em tỉnh hay mê, ngoảnh mặt lại cho anh than thở. Thở gì mà thở, than gì mà thở, tao cứ tỉnh tỉnh đó. Gái này đâu hóa rồ hóa dại. Nàng ơi, cơn cớ về đâu? Hoặc tà tí hay là khí huyết? Tà gì mà tà, tí gì mà tà, tà tí tí tiết đàn đàn dịch vụ hút hăng hoang tăng tích tích tình ta tình ta. Hỡi người nhân tình kia hỡi, lại đây, lại đây chờ thank you.
Bát thuốc anh vừa mới sắc xong, nàng cố uống cho mau khỏi bệnh. Bệnh của bà đây, bệnh tiên bệnh thánh, bà cần gì thứ thuốc quỷ thuốc ma. Thuốc cam cho nàng anh đã hết sức, mà bệnh tình sao vẫn cứ tăng lên? Hay chuyện này bởi tại quỷ thần, thời có nhé phải tìm thầy cúng. Cứ bảo ta dò thế gian, giải điên mê sảng ngày đêm, mời thầy vào thiết lập đàn tràng để chữa mộc ạ. Chữa mộc hay chữa tai bo, anh cứ mua mây về thầy nứt lại cho. Đan mộc mới để làm gì cái mộc cũ ấy nè. Dạ thưa thầy, mộc đây là con ma mộc ạ. Con ma mộc? Nó là con ma nhà tôi. Dạ nó dữ lắm mà. Ma. Sao thầy lại run thế ạ? Ai bảo là tôi run ạ? À này anh ơi, này, hay là anh đi tìm ông thầy nào cao tay quyết. Ê kìa thầy, kẻo tôi còn đang bận, nhà có con bò, nó đang đâu đẻ trên ngọn cây đa. Việc cấp bách xin thầy cố vào nhà, thầy cứ phán, không nài chi lễ vật thầy. Anh, không nài chi lễ vật. Dạ. Được rồi, anh nghe đây. Bây giờ anh sang bên Tây Thiên lấy cho tôi cái giải yếm Phật Bà. Dạ. Rồi anh lên ngọn đa làng lấy cho tôi bằng được cái thắt lưng chúng vậy. Dạ. Tả ban hữu ban, mỗi bên một lợn nái. Quản là cứ phải đóng đo ngang vừa bằng mặt mâm đến đủ 90. Còn chuối thì cứ phải to bằng bắp chân. Mua cho thầy 120 quả, rồi đi buôn quay sắm cho thầy vài ba chiếc. Sáu yên đi thầy ơi. Ừ hay. Để thầy đứng oản xôi chuối mang về nhà thầy còn gì nữa. Ê, hàng thế. Dạ, khổ chủ xin biện đủ lễ. À anh, xin biện đủ lễ. Dạ. Thế này là nó bắt chết mình đây. Thôi được rồi, bây giờ anh vào nhà trong sắm sửa đồ lễ để cho thầy lập đàn cầu mát ạ. Dạ. Anh ra đi, vào đây. Nào, thầy cho các anh hồi tốt để cho thầy lập đàn cầu mát nhá. Thầy đánh vào tay rồi.
ơi! Sao? Đã biết đủ lễ chưa đây? Đủ cả rồi! Trời ơi! Chưa biết đủ lễ là thánh ngài quả đấy! Ừ, hay đấy cậu tay! Thiết dĩ đàn chàng dĩ biệt miên miên đăng trúc giao nhà pháp nhạc phu trần. Ai ơi, ai ơi, trời đau quá thế. Nga hoa chi đâu thể chứ. Này, sao giỏi thì vào đây mà cúng đi. Không phải là dỗi. Sao? Nhưng mà làm thầy thì mỗi người mỗi môn, mỗi người mỗi khoa. Biết cái gì mà cứ đâm vào việc của người khác hả? Ai bảo ông là tôi không biết đấy? Thằng nào đấy? Ai bảo là không biết đấy? Nhờ, ý ta xem thằng nào đây mới bảo là tôi không biết. Này, 40 năm làm thuốc, nhưng nho y lý số đủ nghề. Tôi đã toàn bốc thuốc không xong là tôi cũng chả chịu bó tay ra về. Tôi sẽ ở lì lại lập đàn để làm lễ cầu mát ấy. Ấy thế mà nhà anh danh ma anh mò đến trước lập đàn ngồi hát sai tét cả ra rồi này. Này, đi đâu đấy? Quá. Đi làm đám chứ còn đi đâu nữa? Định bẻ gãy cái cần câu cơm không hả? Hóa ra là ông đang ngủ chuyên bốc thuốc bỉ. Nào. Thích trời luôn. Nghe thấy chưa? Rõ là đẹp mặt. Thôi bây giờ thế này, thế nào? Bây giờ thử xem ai cao tay hơn thì người vào làm đám trước. Thì rõ ràng là tôi cao tay hơn. Không những cao tay hơn ông mà còn cao cả. Cao là cao phù phép và bùa, xem ai giỏi hơn. Thì rõ ràng tôi là sẽ giỏi hơn ông. Ông không tin tôi thỉnh bùa tôi ra cho ông xem. Thỉnh ra đây thế nào? Ông nhìn tôi thỉnh bùa tôi ra thế nào? Hai bạn ta lôi nó ra đi, lô ta ta kéo nó ra đi, lô ta ta lấy nó ra đi, lô ta lô ta lô ta lô ta lô ta lô ta. Sợ chưa? Khiếp chưa? Cái gì thế này? Bùa đấy. Giờ ơi này, không tin đâu. Này, cắn người chết tươi đấy. Giờ ông không tin, ông đưa tay đây cho nó cắn thử cho mày xem. Đấy, cắn thử xem nào. Đưa đây. Đấy, đưa. Trình quan tướng à. Này. Sao? Bùa của tôi là nó phải cái tính tả tiện. Bây giờ ông phải nhắm mắt lại, quay mặt đi thì nó mới dám cắn. Nhắm mắt lại, quay mặt đi nó dám cắn à? Nó mới dám cắn. Ừ thì nhắm mắt lại, quay mặt đi. Nào, đưa tay đây. 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 Này. Nói trước nhé. Đứa nào ti hí tuột trí cắn cả nhà. Ơi giời, cả họ cả ra thì nó cũng được. Nào, để cắn đi. Rồi. Trình quan tướng à. Nó. Hả? Ai cắn? Ai nó đi? Sao lại lấy ra con đớp vào tay như thế? Bùa cắn. Làm gì có cái chuyện bùa cắn này? Bùa cắn. Nào, đừng cãi nhá. Cái lớp răng xếp với cái vỏ khoai lang nước dãi đang chính thầy này. Trời ơi, lấy răng đớp vào tay kìa này. Đấy là bùa của tôi, nó tá khẩu lên miệng. Làm gì có cái chuyện bùa tá khẩu? Răng thì sắc như cái bờ cào đớp vào tay người ta này. Này, bảo thật nhá, thấp lắm. Về tập lại đi, để thằng này vào xem bệnh tình thế nào thì còn xoay phương thuốc khác. Đúng là thằng phủ thủng lấy răng người đớp vào tay thì chống mới phải. Đúng là thằng làm được. Nó không rút, dại gì mình rút, cứ phải lì, chịu đấm ăn xôi. Chồng hen mà lấy vợ hen, đơn nằm cò cử như kèn thổi đôi, cóc chết để ngoe mồ côi, ngoe ngồi ngoe khóc. Hời ơi, sao chàng... Ôi, con này! Mẹ con này! Ôi, 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 con này! Ô
nào? Cái gì thế này? Đó là con ma nhà tôi. Ôi giời, mời thầy yểm tà hộ thử. Ôi giời ơi ma. Mày đến đây làm gì? Dạ, lạy mẹ, con đi đồng cối xay lúa. Giao thử bà nghe. Dạ, con giao ạ. Trong là làng bà có ai đóng cối xay lúa không? Suy Vân nàng ơi, không biết rằng cơn cớ vì đâu mà đương cơn lửa cháy em đổ thêm dầu, khiến cho anh lòng đau như muối sát. Chẳng phải tà ma, chẳng do khí huyết, dẫu trăm thang ngàn thuốc cũng bằng không. Kim Nham chàng ơi, dở dang chẳng vẹn chữ đồng, thời xin tháo cũi mở lòng cho nhau. Nhưng em ơi, lúc thành thân ta đã có lời nguyền. Thì em giải lời thề khi chứ. Thôi được, nếu nàng không muốn cùng ta đầu bạc thì giải thề xưa cho khỏi dở dang, trói buộc nhau thêm khổ cực thân nàng, làm ngây dại suốt đời sao được. Vậy thì chả cần phải đốt nhang rót nước, giữa càn khôn hãy nói một lời. Thề rồi ruột đau chín khúc. Cất bút hoa tôi viết đôi dòng: kể từ nay đoạn tuyệt vợ chồng, tình nghĩa cũ thôi đành dứt bỏ. Người ta thường nói cùng nhau gá nghĩa. Dạ. Gá tức là chấp tạm mà thôi. Khi chừa bén nhau ai chẳng thề bồi, khi đã chán trường rồi phải rời ra con à. Hề con. Dạ. Nay bốn phương trời ta chơi đã trải, ta yêu hoa cũng chỉ vì đắm sắc say hương. Nhìn Suy Vân nay ta đã chán trường, bởi chính Suy Vân cũng là phường bội bạc. Kìa bác, bỏ chồng này thay luôn chồng khác, thật rõ ràng trở mặt bàn tay.
móng tay nhọn, vỏ quýt dày. Gái kia đĩ bợp, trai này răng hoa. Trời ơi, Trần Phương. Cô đấy nhỉ? Cô đi đâu thế? Thiếp đi tìm chàng chứ còn đi đâu. Nửa năm dòng chẳng ngó đến nhau. Để bao nước mắt đi tuổi sầu. Chàng cha vừa thôi ơi em mi đem nặng vàng xanh với bạc cha vừa thôi chứ để tình cho nước nó chảy. May mắn lắm rồi. Bác ơi, bác cùng về chỗ cô con một lát. Hề con. Con chỉ được cái nói leo thôi mà. Bác còn bận biết bao nhiêu công việc khác. Hữu thân hữu khổ. Phận cô phải tự lo. Kìa bác, trời ơi. Thôi, cô về đi. Trần Phương, chàng rũ bỏ thiếp thật ư? Nàng chớ trách ta, ta cũng chỉ chán nàng như chính nàng đã chán Kim Nham. Ta chẳng cần giả điên vì giữa hai ta chưa có tờ hôn thú. Trần Phương, ta nói thật để nàng biết nhé. Xưa ta thời ra đường thấy cánh hoa rơi, hai tay nâng lấy của người mời ta. Còn nay thời ra đường thấy cánh hoa rơi, hai chân ta dẫm xuống chẳng chơi hoa tàn. Trần Phương.
Trời đất hỡi, đâu có ngờ già dài mất khôn, nghe Trần Phương rõ ngọt rõ ngon, đang ở chỗ quang đâm quàng vào bụi rậm. Thôi đành liều thân lươn đã lắm, nhà cửa không, nhà cửa không mà tiền bạc cũng không. Bởi mê trai già dài dẫy chồng, mang tiếng xấu, mang tiếng xấu về làng sao được. Thôi cũng đành, già tiều tùy ăn mày đồ nhật, rồi một mai kiếm chôn tìm nơi. Cực, cực lắm ông trời ơi, biết rằng là dâng lên ngược ý. Quyền phong luận ngôn giả ngôn công, thính tùng vô cầu tùng. Này chú Lệ. Dạ. Hôm nay thầy trò ta phụng mệnh về Thiên Sơn cũng gần cạnh quê nhà, thu xếp việc quan rồi ta sẽ ghé qua để cô bác họ hàng hoan hỉ. Dạ bẩm quan, con thiết nghĩ đại đăng khoa rồi quan gấp tiểu đăng khoa. Ta đã một lần nghi thất nghi gia, nhưng duyên chẳng được bền người chia đôi ngả. Dạ bẩm quan, nơi cửa quan thiếu gì nương tử, chọn gia nhân ắt hẳn dễ mười mươi. Bỗ khi giàu héo cau ôi, bỗ khi cực nhục, bỗ hồi hàn vi ạ. Thôi không bàn chuyện đó làm chi, việc nước việc quan trước lo tròn trọng trách.
với nhân gian. Trách ai làm tan nát cái gian sang nhà chồng. Giờ đây em đứt sợi tơ hồng. Cô chút đỡ lòng xin người cứu giúp. Thân tôi nay lỡ tuột lầm than. Sao tiếng người nào mà thoạt nghe như? Chẳng có lẽ vận nàng đến vậy. Chú Lệ. Dạ. Chú hãy ra tận nơi hỏi lại, xem căn cớ làm sao mà hành khất tha hương. Dạ. Này người kia. Dạ. Căn cớ sao mà hành khất tha hương? Thân mấy đa đoan nắng gió dặm trường, lâm cảnh ngộ. Chứ người thì đâu đến nỗi. Này. Dạ. Trạch lòng thương lệnh quan ngài đã hỏi, thời chị phải thưa gửi cho thực tình. Dạ thưa. Vốn khi xưa tôi là gái có chồng. Có chồng. Không chịu được cảnh cô đơn nghèo khổ, gặp kẻ khéo giả danh quân tử, một hai thương rồi ba bốn năm thương. Ủa. Lúc đàn ông bây giờ nó thế cả, chứ nó nói thương cái gì mà thương. Sao mà dại thế? Tôi nghe lời giả dại giả điên, phụ dẫy chồng để theo lấy nó. Khi bướm chán ong trường, nó nhẫn tâm ruồng bò, còn bơ vơ lạc bước tới đây. Thôi, khá khen cho chị đã thực lòng bày tỏ, để tôi vào thưa lại với quan. Dạ. Dạ bẩm quan. Ta đã nghe rõ cả. Người này lỡ bước xa chân đã biết tội biết hổ, nhưng phải trải đắng cay thêm cho dễ sáng lòng. Dạ. Nhận nàng ư? Thật khó vô cùng. Điều tiếng ấy sẽ lan truyền khắp huyện. Ta thật khó làm tròn bổn phận. Thôi, cứ để cho nàng ân hận xót xa. Một khi lòng đã sáng ra, còn thương nhau nữa thì ta đón nàng. Chú Lệ. Dạ. Truyền lên đường. Dạ lên đường. Trời ơi, nói thật để cho người khinh rẻ, biết vậy thời dối cha có hơn không? Quan lớn ban cho chị nắm cơm, bảo cố mà ăn cho lại sức. Dạ, đội ơn quan đã dụ lòng thương xót. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Ừ. Xin hỏi cậu Lệ. Hả? Quan lớn người ở đâu ta? Tên họ là chi? Xin hãy nói cho tôi được biết à. Gớm cái chị. Quan đã cho cơm thì cứ ăn cho bằng hết, việc cái gì mà phải hỏi họ tên. Dạ thưa, đổi ơn mong được đền ơn nên mới hỏi tính danh quan lớn ạ. Quan là người sang, còn chị là kẻ khốn, đền đáp gì mà phải hỏi họ tên quan. Được rồi, tôi nói cho chị biết. Dạ. Quan lớn tôi tên gọi Kim Nham. Chị muốn trả ơn ấy, thì cố mà nhớ lấy. Thôi tôi đi nhá. Trời ơi, thoạt nghe giọng nói đã hồ nghi. Nay quả thực chàng tim, biết chàng có nhận ra em mà chưa một năm cơm chim đỡ lòng. Cơm có một thoi vàng, lòng thương xót hay là lời mai mìa? Là nghĩa, là ân, hay là điều tủi hổ? Sao chàng chẳng nói với thiếp chàng ơi?
vàng mà nhảy xuống sông. Kẻo vàng phai, đá nát, uổng công anh nguyện thề. Dòng sông nước xiết ni thắm về cho nghi đành. Hoa tàn còn đi trôi trên đi sông đi. Nước xiết đi đang đợi chờ đợi ta.
mấy lời gian tra. Ai đức hiền nhân hãy sáng soi trên ngàn mặt lá cây đời muôn thuở thăm xuân.